Ronaldo chi 550 tỷ xây biệt thự dưỡng già sau giải nghệ, sở hữu tiện ích đặc biệt chiếm ai có được. Hiện tại Ronaldo đang có một cuộc sống trong mơ khiến nhiều người mơ ước để chuẩn bị cho cuộc sống khi giải nghệ. Ronaldo đã cho xây dựng một siêu biệt thự, khi hoàn thiện đây sẽ là căn hộ người ở đắt giá nhất Bồ Đào Nha. Đã hơn 10 tháng kể từ thời điểm Cristiano Ronaldo rời châu Âu và chuyển đến Saudi Arabia chơi bóng cho Al Nassr. Một số chuyên gia cho rằng quyết định trên là cái kết cho sự nghiệp đỉnh cao của siêu sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, bỏ lại quãng thời gian cuối không hạnh phúc trong lần thứ hai tái hợp MU, Ronaldo sau cùng đã tìm thấy được niềm vui trong quãng thời gian khoác áo câu lạc bộ châu Á. Bất kể khi nào được hỏi, Ronaldo cũng thừa nhận cảm thấy hài lòng về cuộc sống ở Ả Rập Xê Út. Thậm chí xuất hiện thông tin cho rằng Ronaldo dự định giải nghệ trong màu áo Al Nassr. Khi nhìn vào những điều xa xỉ Ronaldo có được ở quốc gia Trung Đông, chúng ta phần nào hiểu được phần nào lý do. Bên cạnh đó, CR7 cũng đã tìm lại được phong độ ghi bàn tại Al Nassr trong bối cảnh giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út ngày càng chào đón nhiều hơn những ngôi sao nổi tiếng. Siêu sao người Bồ Đào Nha cùng với gia đình được cho đang sống ở một biệt thự có trị giá lên tới 12 triệu euro, 320 tỷ đồng tại thủ đô Riyadh. Tuy nhiên, Ronaldo không thể mãi sống ở quốc gia châu Á. Để chuẩn bị cho cuộc sống khi giải nghệ, Ronaldo đã cho xây dựng một siêu biệt thự tại khu nhà giàu Quinta da Marinha, Bồ Đào Nha năm 2022. Mới đây, tờ Semana đã đăng tải những tấm hình chụp cận cảnh dinh thự này. Trải qua một năm khởi công, biệt thự vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng về cơ bản đã xong phần thô. Theo những hình ảnh do Semana cung cấp, có thể thấy ngôi nhà có 4 tầng và 4 dãy phòng với diện tích xây dựng rộng tới 2.000m², được đặt trong khuôn viên 2.700m². Ronaldo đã chi khoảng 22 triệu euro, gần 550 tỷ đồng cho tổ ấm trong mơ của mình. Theo Semana, khi hoàn thiện đây sẽ là căn hộ người ở đắt giá nhất Bồ Đào Nha. Hiện tại phần khung của ngôi nhà vẫn được che bằng một tấm bạt để tránh mọi ánh mắt tò mò. Với số tiền khổng lồ bỏ ra, dinh thự tất nhiên sở hữu những tiện ích xa hoa bậc nhất như vòi nước bằng vàng hay ốp nhà bằng đá cẩm thạch. Bên cạnh đó, căn hộ cũng có phòng gym riêng, bể bơi, rạp phim và 2 gara để xe. Ngoài ra, Ronaldo còn lắp đặt các tấm pin mặt trời có thể cung cấp năng lượng hiệu quả hơn nhiều cho toàn bộ ngôi nhà. Số lượng nhân công làm việc hàng ngày để hoàn thiện ngôi nhà hiện tại lên tới hàng chục người mỗi ngày. Tất cả chỉ để Ronaldo có thể nhìn thấy kết quả xây dựng ngôi nhà mới trong thời gian ngắn nhất. Tờ Massa cho biết Ronaldo đang sở hữu 8 căn hộ, 5 tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mỹ. Trong tương lai, con số này được dự đoán sẽ còn tăng lên. Lúc này, CR7 đang nhận mức lương kỷ lục 186 triệu euro mỗi năm tại Al Nassr và thừa sức tậu thêm những bất động sản đắt đỏ. Với Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được mức đãi ngộ kỷ lục 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Hơn 4,8 nghìn tỷ, chủ nhân của 5 quả bóng vàng còn được sống trong dinh thự đắt tiền, đi xe sang và được phục vụ tận răng. Cách đây chưa lâu, Ronaldo còn nhận được món quà là một chiếc đồng hồ được thiết kế riêng trị giá gần 19 tỷ đồng. Kể từ khi đến Ả Rập Xê Út, Ronaldo có tham gia các sự kiện lớn, giao lưu cùng nhiều nhân vật nổi tiếng. Hồi đầu năm, CR7 cấp bằng ở festival mua sắm nghệ thuật có tên Đêm ở Dariyat. Mới nhất, Ronaldo xuất hiện tại sự kiện quyền Anh ở Tyson Fury, Francis Gano. Sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao lớn của làng giải trí. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn là cái tên nhận được nhiều chú ý nhất. Cậu ấy, Ronaldo, bước chân vào nhà thi đấu cùng với những huyền thoại của làng thể thao và cậu ấy là siêu sao nổi bật nhất, cựu danh thủ Rio Ferdinand, người cũng góp mặt nhận định. Tờ Daily Mail mô tả Ronaldo được đối đãi như một vị vua trong khoảng thời gian ở Al Nassr. Một cuộc sống thoải mái giúp CR7 thả lỏng tâm lý, làm tốt hơn mỗi khi ra sân.